Theo trang FTV News, đời tư của nghệ sĩ 76 tuổi gây chú ý với nhiều khán giả châu Á sau khi con gái đầu lòng của ông Trịnh An Nghi tự tử ở Mỹ hồi cuối tháng 9. An Nghi là kết quả cuộc tình Trịnh Thiếu Thu và bạn gái Lư Tuệ Như. Cặp tình nhân chia tay cuối thập niên 1960 khi An Nghi chưa đầy 1 tuổi. Lư Tuệ như một mình nuôi con, Trịnh Thiếu Thu chu cấp nuôi dưỡng tới khi con học xong đại học. Trịnh Thiếu Thu trên màn ảnh từ khi 20 tuổi tới ngoài 70. Hai cha con hiếm khi gặp nhau. Diễn viên từng nói nếu vô tình gặp An Nghi trên phố, ông chưa chắc nhận ra con. Tài tử chỉ gặp An Nghi một vài lần ở Mỹ khi tới đây lưu diễn. Thiếu Thu cho biết trên đời, người ông thấy có lỗi nhất là con đầu lòng. Nghệ sĩ thừa nhận bấy giờ nông nổi, chỉ yêu đương hời hợt, không nghĩ đến kết hôn vì muốn phấn đấu sự nghiệp. Ông thường vướng các tin đồn tình ái với bạn diễn, khiến Lư Tuệ như không chịu đựng nổi, hai người đường ai nấy đi. Sau cái chết của Trịnh An Nghi, diễn viên Chân Ni viết trên trang cá nhân, tuổi đời, tâm lý, kinh tế đều chưa chuẩn bị tốt, vì sao lại sinh con? Thật tiếc vì chuyện gia đình anh ấy. Anh ấy không giải quyết ổn cuộc đời của mình. Như một khán giả nói, đó là cách sống tùy tiện. Chân Ni vốn thân thiết với con gái thứ hai của Trịnh Thiếu Thu, ca sĩ Trịnh Hân Nghi, người hiện chống chọi bệnh trầm cảm. Thẩm Điện Hà thăm Trịnh Thiếu Thu ở phim trường. Thời trẻ, Trịnh Thiếu Thu được truyền thông miêu tả tình sử phong phú, lối sống phong lưu. Sau khi chia tay Lư Tuệ Như, ông hẹn hò ca sĩ Lê Tiểu Bân, bị gia đình Tiểu Bân phản đối. Lê Tiểu Bân từng nhờ bạn thân diễn viên kiêm MC Thẩm Điện Hà đưa thư chia tay cho Trịnh Thiếu Thu, nhưng sau đó, Thẩm Điện Hà và Trịnh Thiếu Thu nảy sinh tình cảm. Trịnh Thiếu Thu biểu tượng màn ảnh Hong Kong thập niên năm 1970 đến năm 1980. Nhưng Trịnh Thiếu Thu bị cuốn hút bởi tài năng của Thẩm Điện Hà, theo đuổi diễn viên. MC nói yêu Trịnh Thiếu Thu, bà có thể làm tất cả vì ông. Thẩm Điện Hà nấu nướng buổi khuya chờ Trịnh Thiếu Thu đóng phim về ăn, mang canh hầm tẩm bổ cho bạn trai ở phim trường. Thập niên 1980, Trịnh Thiếu Thu đóng phim ở Đài Loan, một lần đến thăm, Thẩm Điện Hà nghi ngờ bạn trai có người khác chất vấn ông. Trịnh Thiếu Thu đáp, không có chuyện đó, nếu em không tin, chúng ta cưới nhau luôn. Năm 1985, họ tổ chức hôn lễ ở Canada, Thẩm Điện Hà không đủ thời gian đặt may váy cưới. Hai năm sau, Minh Tinh sinh con gái Trịnh Hân Nghi. Dù vậy, cuộc hôn nhân bất hạnh vì Thẩm Điện Hà biết sự thật Trịnh Thiếu Thu có tình nhân diễn viên Đài Loan Quan Tinh Hoa. Họ ly hôn khi Hân Nghi 1 tuổi, năm 1988, con gái sống cùng gia đình bên ngoại ở nước ngoài, Trịnh Thiếu Thu cũng hiếm khi gặp con. Một năm sau khi ly hôn, Trịnh Thiếu Thu cưới Quan Tinh Hoa, vợ chồng có hai con gái. Thẩm Điện Hà qua đời năm 2008 vì bệnh ung thư gan. Trước khi mất, bà và Trịnh Thiếu Thu tham gia một chương trình của TVB, được coi là cuộc gặp thế kỷ. Thẩm Điện Hà hỏi chồng cũ, chúng ta từng bên nhau mười mấy năm, em có một câu hỏi vướng víu trong lòng, muốn nhân cơ hội này hỏi anh có từng thật lòng yêu em? Trịnh Thiếu Thu đáp, anh thực sự từng yêu em. Hân Nghi lớn lên ở Canada, khi trưởng thành, cô về Hong Kong làm ca sĩ, gặp cha nhiều hơn. Trịnh Hân Nghi từng nhiều lần chung sân khấu biểu diễn với bố, đăng trên trang cá nhân ảnh bên Thiếu Thu và các em cùng cha khác mẹ. Nhưng những năm gần đây, cô không xuất hiện công khai vì điều trị bệnh trầm cảm.